Chương 731 Người một nhà Phó Thiên Thiên đã lên máy bay Nhưng thấy Bùi Diệp không lên theo Đèn quay đầu lại nhìn anh Sao vậy? Anh không lên à? Anh ngẩng đầu nhìn cô Với ánh mắt dịu dàng và cười đáp Anh lên ngay đây Dứt lời anh cất bước theo cô Khi đi lên đến thang máy bay Cô thính tai nghe thấy Có tiếng ầm ầm vang lên ở nơi nào đó Của phiến thành tiếng nổ lớn chấn động đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển dữ dội thu hút sự chú ý của cô cô liếc nhìn về phía thành phố với vẻ nghi hoặc rồi nhìn lướt qua mùi diệp phía sau hỏi anh với giọng điệu khẳng định anh làm à anh thẳng thắn gật đầu thân vu cô lại hỏi anh khẽ nhếch môi đáp ừ cô không nói thêm lời nào nữa mà đi thẳng lên máy bay Bùi Diệp theo sau cô lặng lẽ lau mồ hôi. Sợ quá, anh còn tưởng rằng cô sẽ không vui vì việc này. Nhưng trông cô dường như không có vẻ gì là khó chịu. Anh cũng thấy yên tâm. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đứng trên máy bay vui mừng, đứng bật dậy ngay khi thấy họ đi lên, nhất là Tăng Nguyệt Nguyệt. Thiên Thiên, tốt quá rồi, cuối cùng hai người cũng đã về rồi. Tớ lo cho cậu chết đi được. Cô ấy nũng nịu. Nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nhào vào lòng vợ mình, sắc mặt bùi diệp chợt tối đi. Liếc thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức rụt cổ lại, rời khỏi vòng tay của cô. Người đàn ông có ham muốn chiếm hữu thật đáng sợ. Phó Thiên Thiên tìm một chỗ trên máy bay và ngồi xuống. Tất nhiên là Bùi Diệp ngồi ngay bên cạnh cô. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng muốn ngồi cạnh cô, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi mặc dù không thể ngồi bên cạnh, nhưng vẫn có thể ngồi phía sau. Người ngồi sau Phó Thiên Thiên là Tiêu Nhiệm. Tăng Nguyệt Nguyệt đi thẳng tới. Anh tránh ra, tôi ngồi chỗ này. Ha ha, cô muốn ngồi chỗ của tôi à? Suy nghĩ đầu tiên của anh ta chính là cô ấy sẽ ngồi bên cạnh Mạnh Khai, bèn đáp. Không được. Tăng Nguyệt Nguyệt xị mặt, chống nảnh, bất chấp hình tượng thuộc nữ Tiêu nhiệm Anh chẳng ga lăng chút nào cả Tôi nói cho anh biết nhé Anh như vậy sẽ chỉ độc thân suốt thôi Anh có biết không hả Anh ta hừ nhạt Cô Tăng à Nếu Trịnh Tiên biết Bây giờ cô như thế này Tôi nghĩ người sẽ phải độc thân là cô đấy Ai mà muốn có một cô bạn gái Tranh chua chứ Cô cứ chờ bị chia tay đi là vừa Tăng Nguyệt Nguyệt tức đến độ bốc khói lên đỉnh đầu anh rủa tôi bị chia tay tiêu nhiệm anh đừng tưởng anh là thuộc hạ của thiên thiên thì tôi không dám động đến anh nhé tôi nói cho anh biết đợi sau khi về quân khu mặc quân trang vào việc đầu tiên tôi làm là đến dọn sạch hang ổ của anh anh ta đắc ý nhìn cô cười nói được thôi cô cứ đến thoải mái hang ổ của tôi cũng là xào huyệt của các chủ đấy cô muốn dọn dẹp chỗ của tôi chính là dọn dẹp chỗ của các chủ cô xem đến lúc đó liệu các chủ có tha cho cô không cô cứng họng trong giây lát rồi nói tôi giết anh cũng được nhỉ giọng điệu của anh ta càng thêm khinh thường cô tăng thứ cho tôi nói thẳng với võ nghệ của cô cô hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi muốn thách đấu với tôi thì cô vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn anh anh tăng nguyệt nguyệt tức đến độ không nói nên lời sao trên đời này lại có loại người vô lại như anh chứ mạnh khai anh nhìn cho rõ đi tiêu nhiệm không phải là người tốt đẹp gì đâu tốt nhất là anh chia tay anh ta đi tiêu nhiệm suýt đứng bật dậy nhưng mạnh khai ngồi bên cạnh anh ta lại nhẹ nhàng vỗ vai anh ta cười nói ngoan nào đừng tức giận dù người khác có nói gì đi nữa, thì người mà anh thích vẫn là em. Không ai có thể thay đổi được điều này. Anh ta đột nhiên bày tỏ tình cảm, khiến tiêu nhiệm mừng rỡ, lập tức ôm chặt lấy anh ta. Khai khai của em vẫn tốt nhất. Tăng Nguyệt Nguyệt không khỏi sởn da gà khi nhìn cảnh hai người đàn ông ôm nhau. Được rồi, hai anh muốn khoe tình cảm mặn nồng, thì đi sang một bên mà thể hiện. Đừng làm chướng mắt tôi tiêu nhiệm nghi ngờ. Cô bảo tôi nhường chỗ, chẳng lẽ là muốn đẩy tôi ra để ngồi cạnh Mạnh Khai của tôi? Cô liền lườm anh ta một cái. Cũng chỉ có anh chịu được bản mặt và tính tình của anh ta. Được rồi, hai người muốn thể hiện tình cảm thì nhanh chóng đi qua chỗ khác, tôi muốn ngồi ở đây. Nhiều chỗ như vậy, sao cô không chọn mà cứ phải chọn chỗ của tôi làm gì? Bởi vì Chỗ của anh gần thiên thiên nhất. Tiêu nhiễm im lặng. Anh ta kéo mạnh khai đứng dậy, hào phóng nói. Chẳng phải chỉ là nhường chỗ thôi sao? Tôi nhường cho cô là được. Cần gì phải nổi nóng chứ? Mọi người đều là người một nhà cả. Làm tổn hại hòa khí là không hay đâu. Tuy cảm thấy khó chịu, nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn rất hài lòng ngồi xuống vị trí mà tiêu nhiệm đã nhường cho. Cô mỉm cười, trồm lên lưng ghế của phó thiên thiên. Thiên thiên, mau kể cho bọn tớ biết đã xảy ra chuyện gì khi các cậu đi gặp lão già họ thân kia đi. Các cậu làm thế nào để thoát thân an toàn? Ông ta không làm khó các cậu sao? Tiêu nhiệm ngồi sau không nhịn được liền xen lời. Cuộc gặp gỡ của các chủ và lão họ thân kia quả là một cuộc so tài đấu trí có điều, từ đầu chi cuối ông ta không phải là đối thủ của các chủ. Cuối cùng ông ta đành phải thả chúng tôi ra. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy... Ta Nguyệt Nguyệt quay đầu lại lườm anh ta. Tôi muốn nghe anh nói sao? Sao anh thích buôn chuyện như bà Tám vậy? Anh không nói thì có ai bảo anh bị câm đâu. Anh ta cười tít mắt, còn cố ý làm mặt quỷ. Tôi cứ thích nói đấy, cô làm gì được tôi? có giỏi thì cô cắn tôi đi tăng nguyệt nguyệt giận dữ liền giơ tay định đấm vào mặt anh ta đáng tiếc là nằm đấm của cô mới vung ra được giữa chừng thì đã bị mạnh khai ngăn lại cô tăng quân tử động khẩu không động thủ tăng nguyệt nguyệt im lặng tiêu nhiệm nhìn cô bằng ánh mắt hả hê vẻ mặt như đang nói rằng có giỏi thì cô đánh tôi đi đánh thử xem anh ta còn cố ý chỉ vào mặt mình với dáng vẻ ngứa đòn. Cô suýt nữa đã không nhịn được mà tung nắm đấm lần nữa. Nhưng vừa liếc qua Mạnh Khai, cô lại kìm lại. Mặc dù Mạnh Khai bình thường rất kiệm lời, nhưng võ nghệ của anh ta còn cao hơn tiêu nhiệm. Anh ta sợ tiêu nhiệm sẽ cảm thấy tự ti sau khi biết được sự thật đó, nên vẫn luôn không dốc hết sức mạnh thật sự của bản thân mỗi khi ra đòn. Như vậy mới khiến tiêu nhiệm hiểu nhầm rằng thực lực của mình nhỉnh hơn. Quả là người chồng rất biết cưng chiều. Tăng Nguyệt Nguyệt không muốn nhìn hai người họ nữa. Thấy tiêu nhiệm khiêu khích cô, mạnh khai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Tiêu nhiệm. Câu này là sự cưng chiều, cũng là lời nhắc nhở. Phó Thiên Thiên giả vờ như không nghe thấy bọn họ cãi nhau. Bùi Diệp quay sang nhìn cô, mỉm cười, đôi mắt đen đong đầy dịu dàng. Thế nào? Chẳng lẽ em không quan tâm đến việc các thuộc hạ của mình cãi nhau sao? Kệ họ, huống hồ... Cô vạch trần. Với tính khí trước đây của tiêu nhiệm, anh ta sẽ không đấu võ mồm với Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ta đột nhiên cãi nhau với cô ấy, chẳng qua là vì sau khi trải qua những chuyện như vậy, anh ta thấy bức bối trong lòng, không có chỗ chút ra. Bùi Diệp nhíu mày nhìn cô. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô quay sang hỏi anh. Anh sao vậy? Sao bỗng nhiên lại nhìn em như thế? Anh chợt nhận ra em rất tốt với cấp dưới, cảm thấy hơi ghen tị. Anh thở dài. Cô buồn cười nhìn anh. Trong trí nhớ của cô, Tổng Giám đốc Bùi luôn thích ghen tuông vô cớ. Dường như cô thường được nhìn thấy anh ghen và đều ghen vì những lý do không thể giải thích được. Vì sao anh lại ghen? Họ là cấp dưới của em, có gì đáng để ghen chứ? Sao lại không? Anh cảm thấy em tốt với họ hơn anh. Anh nói với giọng hờn dỗi. Anh chưa bao giờ thấy em dung túng anh như vậy. Nói rồi, anh lại thở dài. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Anh muốn em dung túng anh như thế nào? Cô ngẫm nghĩ. Em đi huấn luyện quân sự Chúng ta không gặp nhau trong hai tháng, coi như là dung tung nhé. Nghe cô nói xong, anh liền sầm mặt. Không gặp nhau trong hai tháng, đó không phải là dung túng mà là tra tấn thì đúng hơn. Sắc mặt anh đen thui, nhau mắt nhìn cô. Thiên thiên, em nhìn kỹ rồi hãy nói nhé. Cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của anh, cô ngẫm nghĩ một lúc. À, anh muốn làm gì thì có thể làm thoải mái em ủng hộ anh bùi diệp đây mà là ủng hộ sao cứ việc làm thoải mái không quan tâm không hỏi han đến mà gọi là dung túng sao thực sự quá dung túng là đẳng khác quả là sự dung túng không giới hạn nụ cười của anh càng lạnh lùng hơn phó thiên thiên im lặng sao vậy chẳng lẽ cô đã nói sai khi bùi diệp mặt mày xâm xì si, sau lưng cô vang lên tiếng cười cực kỳ xấu xa của tăng nguyệt nguyệt. anh bùi à, chẳng phải anh cứ ngồi cạnh thiên thiên và nói những lời ngọt ngào là được rồi sao? lại cứ muốn cậy ra những đáp án có độ e quy cao từ cô ấy. anh biết rõ là với e quy của cô ấy, anh sẽ không có được câu trả lời mà mình muốn. cần gì phải tra tấn bản thân chứ? nói đoạn cô vừa thở dài vừa vỗ vai anh, nói những lời đầy ẩn ý. Anh Bùi, phải bảo trọng nhé. Bùi Diệp nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đúng vậy. Tôi đang nghĩ xem sau khi trở về Vân Thành, có cần hợp tác với chợ đen không đây? Tăng Nguyệt Nguyệt nhất thời không hiểu. Hả? Hợp tác? Tập đoàn Bùi Thị hợp tác với chợ đen? Sao tôi không nghe Trịnh Tiên nói gì về chuyện hợp tác nhỉ? Anh đáp. Ha ha, gần đây tập đoàn bùi thị vừa mới sản xuất một lô vũ khí công nghệ cao với sức mạnh vượt trội tôi đang nghĩ xem nên chọn nơi nào để thử sức mạnh của nó tôi chợt nghĩ bên chợ đen rất rộng rãi cô thấy tôi chọn bên đó làm địa điểm thử nghiệm thì thế nào bùi diệp đang cười nhưng tăng nguyệt nguyệt lại cảm thấy tê cả ra đầu khốn kiếp đây mà là hợp tác sao đây là muốn cho nổ tung chợ đen thì có cuối cùng cô cũng hiểu ra là anh đang đe dọa mình nếu cô còn dám cười anh anh sẽ ném vũ khí công nghệ cao vào chợ đen người đàn ông này thật là quá xấu xa sau khi trừng mắt nhìn anh sự nghĩ đến điều gì đó cô bèn vô thức chuyển chủ đề phải rồi thiên thiên à đến giờ chúng tớ vẫn chưa biết Thứ mà thân vu yêu cầu cậu đến kho vũ khí của quân khu Kim Thủy lấy về là gì vậy? Vừa nghĩ đến thứ đó, sắc mặt Phó Thiên Thiên liền thay đổi. À, là một thứ cực kỳ quan trọng đối với ông ta. Cực kỳ quan trọng à? Quan trọng như thế nào? Rốt cuộc, đó là gì? Cậu không thể nói cho tôi biết à? Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật, suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Cậu biết con người được hình thành như thế nào không? Tăng Nguyệt Nguyệt mù mờ, sờ đầu. Cái này có nghĩa là gì? Cô chỉ muốn hỏi xem thứ đó là gì. Sao bỗng nhiên Phó Thiên Thiên lại hỏi cô về vấn đề sinh học? À, tất nhiên là được sinh ra rồi. Đó là sinh con. Tôi muốn hỏi cậu, làm sao để tạo ra con người kìa? Rất đơn giản, người phụ nữ mang thai đứa trẻ tại sao phụ nữ có thai và họ mang thai trong tình huống nào? Tăng Nguyệt Nguyệt thoáng đỏ mặt. Tại sao câu hỏi của Thiên Thiên càng lúc càng không phù hợp với trẻ con thế này? Cô vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ. Thiên Thiên muốn làm hư cô sao? Không đúng. Phó Thiên Thiên chưa bao giờ hỏi cô câu hỏi như vậy trước đây. Bây giờ đột nhiên hỏi vậy khiến cô lập tức nghĩ đến một chuyện. Cô đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa bùi diệp và phó thiên thiên. Rồi thình linh hỏi ngược lại. Hai người đã ấy ấy rồi hả? Phó thiên thiên. Ấy ấy có nghĩa là gì? Một người cổ hủ trong quân đội như phó thiên thiên đương nhiên là không hiểu ý nghĩa của từ mới này. Bùi diệp hiểu ra ngay lập tức. Anh nở nụ cười đắc ý. Thiên thiên là vợ của tôi. Có gì sai nào? tăng nguyệt nguyệt im lặng thật đáng giận con sói đuôi dài bùi diệp này quả nhiên đã tha phó thiên thiên về ổ và ăn sạch sành xanh. thảo nào cô cứ cảm thấy bùi diệp của ngày hôm nay vui phơi phới hóa ra là đã lấy âm bổ dương ha ha tất nhiên là không có gì sai rồi một người ngoài như cô có lý do gì để nghi ngờ huống hồ nếu họ đã ấy ấy với tính cách và võ nghệ của phó thiên thiên nếu cô ấy không đồng ý thì bùi diệp có thể thành công được sao phó thiên thiên vẫn không hiểu ý hai người hai người đang nói gì thế bùi diệp cười dịu dàng đáp bọn anh đang chỉ thảo luận về quan hệ giữa hai chúng ta mà thôi cô nhíu mày nửa hiểu nửa không tăng nguyệt nguyệt không muốn nói đến chủ đề này nữa bèn nhanh chóng quay lại chủ đề trước đó. Chủ đề vừa nãy của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Cuối cùng đó là thứ gì? Phó Thiên Thiên hỏi lại lần nữa. Cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi chưa? Tăng Nguyệt Nguyệt ngẫm nghĩ cẩn thận rồi đáp. À, không, không phải là sau khi nam nữ làm chuyện đó thì phụ nữ sẽ mang thai sao? Nói đến đây, Cô khẽ cau mày, lại nghĩ đến việc con sói đuôi dài bùi diệp đã ăn sạch phó thiên thiên. Đúng vậy đấy, sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra trong cơ thể người phụ nữ? Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy bó tay. Cái này chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Sau đó sẽ có phôi thai trong bụng người phụ nữ. Trước khi có phôi thai thì sao? Trước đó chẳng phải là hai người ấy ấy à? giọng tăng nguyệt nguyệt nhỏ dần trời ạ à, vì sao một cô gái thuần khiết như cô lại bị hỏi những vấn đề xấu hổ thế này hơn nữa phó thiên thiên hỏi nhiều như vậy chẳng thà nói thẳng cho cô biết đáp án luôn cho rồi như này không mệt hay sao cô không nhận ra mọi người có mặt ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ tăng nguyệt nguyệt sụt cổ lại chuyện gì thế dường như tất cả mọi người đều hiểu chỉ có mỗi cô không hiểu thì phải Thiên thiên à Cậu đừng đánh đố tớ nữa Cậu nói thẳng cho tớ biết đáp án đi mà Đơn giản lắm Giọng nói lạnh lùng của ngô danh vang lên Là tinh trùng của thân vu Tăng Nguyệt Nguyệt Mẹ kiếp Mình vừa mới nghe thấy gì đây Tinh trùng Tăng Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì nôn ra máu Cô kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn phó thiên 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 Thiên, cậu đừng nói với Tớ những gì Ngô Danh nói là thật nhé. Thứ bên trong thật sự là tinh trùng của thân Vu. Sau khi hỏi xong, cô cảm thấy nhận thức của mình đã bị đả kích mạnh. Thứ mà thân Vu vẫn luôn muốn là tinh trùng của chính ông ta. Phó Thiên Thiên gật đầu. Điều này khiến Tăng Nguyệt Nguyệt như bị sét đánh, ngồi đờ ra tại chỗ. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều. Trong ấn tượng của cô thì với loại người như thân vu, trừ khi đó là bảo vật đáng giá trên thế giới. Nếu không, ông ta sẽ không tốn công sức để yêu cầu người khác lấy cho mình. Tăng Nguyệt Nguyệt hỏi với vẻ khó tin. Nhưng tại sao bên quân đội lại lấy lọ tinh trùng của ông ta? Đơn giản là vì bọn họ cho rằng trong đó đựng thứ quý giá nhất của ông ta và tưởng rằng đó là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Tăng Nguyệt Nguyệt nếu quân khu phiến thành mà biết được chuyện này, liệu bọn họ có học máu không? Có điều tại sao nơi cất sâu thư đó lại chỉ có máu của cậu mới mở được? Phó Thiên Thiên đã từng suy nghĩ tỉ mỉ về điều này. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đó hẳn là ba ruột của cơ thể hiện giờ của tôi. Ba ruột. Tăng Nguyệt Nguyệt kinh ngạc. Ý cậu là cậu không phải con ruột của Phó Minh Thanh. Phó Thiên Thiên im lặng, nhưng im lặng cũng tương đương với ngầm thừa nhận. Tăng Nguyệt Nguyệt không khỏi thở dài. Không ngờ cậu lại không phải con ruột của Phó Minh Thanh. Thảo nào ông ta lại keo kiệt với cậu như vậy. Còn lăm le muốn chiếm của phần của cậu. Hóa ra là bởi hai người không có quan hệ máu mủ. Lòng dạ của con người này thật là độc ác không phải đồ của mình mà vẫn muốn nuốt, cũng không sợ chết vì bội thực. Phó Thiên Thiên Nhưng cũng không thể phủ nhận, dưới sự điều hành của ông ta, tập đoàn Phó Thị thực sự đã tiến thêm một bước. Tăng Nguyệt Nguyệt cau mày Thiên Thiên, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu tỉnh táo đi. Trước đây tập đoàn Phó Thị không được gọi là tập đoàn Phó Thị, mà là tập đoàn Liên Thị là tài sản của mẹ cậu. Nó không hề liên quan gì đến Phó Minh Thanh. Cậu mới là người thừa kế tài sản của ông ngoại cậu để lại. Ông ta chỉ là người ngoài. Dựa vào đâu mà muốn chiếm tập đoàn chứ? Nói đoạn cô ấy ghé sát vào sau lưng ghế của cô. Thiên Thiên, cậu có nghe thấy những gì tớ vừa nói không? Cậu nhất định phải vững vàng nhé. Đừng bị ông ta lừa gạt rồi nhường cho ông ta tài sản của nhà họ Liên mà ông ngoại cậu đã để lại. Phó Thiên Thiên Cậu nghĩ tôi ngốc thế sao? Nếu cô muốn nhường tập đoàn Phó Thị cho ông ta, thì đã không năm lần bảy lượt xuất hiện ngăn cản ông ta thực hiện ý đồ. Lúc này, chị e là ông ta đã căm hận cô đến tận xương tủy. Có lẽ không bao lần nữa, ông ta sẽ ra tay với cô. Tăng Nguyệt Nguyệt thở phào, ngồi lại chỗ của mình. Đây chẳng phải là tớ đang lo cho cậu sao? Cậu hiểu là tốt rồi. Dù sao Thiên Thiên cũng không thích những công việc sườm già như quản lý công ty, còn phải đầu đá với người khác, mà thích ở lại quân đội để tập luyện hoặc làm nhiệm vụ hơn, hoặc làm những việc như tra tấn người khác. Huống hồ, giờ cô đã kết hôn với Bùi Diệp. Nếu cô thật sự muốn tiêu tiền thì anh có rất nhiều liệu cô còn quan tâm đến chút tiền của tập đoàn phó thị nữa không? Nếu ông ta đã muốn ngồi ở vị trí đó, thì cứ để ông ta ngồi. Nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đó thôi. Cô đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình qua câu nói này. Tăng Nguyệt Nguyệt giơ ngón tay cái lên với cô. Phải nói là chiêu này của thiên thiên rất cao tay. Cô để ông ta ở lại tập đoàn phó thị và tiếp tục làm chủ tịch tập đoàn. Điều hành tập đoàn cho cô Tuy nhiên, bất kể ông ta làm thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể có được một phần mà ông ta muốn. Về phần ông ta muốn nhiều hơn, chỉ cần cô không đồng ý, ông ta sẽ vĩnh viễn không thể có được. Ông ta chỉ là một nhân viên làm công ăn lương của tập đoàn mà thôi." Ta Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn cô. "Thiên Thiên à, cậu làm như vậy thì ông ta chỉ có thể lấy được một phần tài sản mà ông ta đang có." Nhưng ông ta là người cực kỳ tham lam. Chỉ qua việc ông ta vẫn luôn muốn cướp số cổ phần của cậu là có thể thấy được điều này. Cậu thật sự yên tâm để ông ta ngồi ở vị trí đó sao? Nếu ông ta cắn trả, nói rằng cậu không phải là con gái ruột của ông ta và muốn đuổi cậu đi, cậu sẽ làm thế nào? Phó Thiên Thiên hử nhạt. Tuy nhìn bề ngoài, công ty là của nhà họ Phó, nhưng trên thực tế vẫn là của nhà họ liên nếu ông ta muốn vạch rõ quan hệ với tôi cũng chẳng sao ông ta sẽ phải nôn hết số cổ phiếu trong tay ra cho nên ông ta không thể làm như vậy được cũng đúng tớ vẫn cảm thấy ông ta không cam tâm ngồi đợi ở vị trí đó thôi đâu bất luận ông ta muốn làm gì thì cũng sẽ không được như ý phó thiên thiên nheo mắt đúng vậy cậu không chỉ là cháu ngoại của cố tổng giám đốc tập đoàn liên thị mà bây giờ còn là đội phó của đội đột kích hắc ưng việc khôi phục chức vụ phụ đội trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian với thân phận này của cậu ông ta sẽ không thể động được đến cậu phó thiên thiên hơi nhau mắt lại bùi diệp cảm nhận được cảm xúc của cô bèn cười hỏi chuyện này có cần anh giúp không cô nhếch môi nở nụ cười lắc đầu nói để đối phó với ông ta một mình em là đủ nếu ông ta thật sự dám ra tay em sẽ cho ông ta biết thế nào là tuyệt vọng anh nhìn cô với vẻ ấm ức có một người vợ tài giỏi khiến anh cảm thấy bản thân trở nên quá yếu ớt hai người họ dường như đã đổi vị trí cho nhau chẳng lẽ anh đã cầm nhầm kịch bản thấy anh nhìn cô với ánh mắt ấm ức cô thoáng ngẩn ra anh sao thế sao lại có vẻ mặt này? Em có vẻ như chỉ toàn dựa vào chính mình. Người chồng là anh đây, chỉ là vật trang trí thôi sao? Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nói xen vào. Anh Bùi, anh chẳng phải chỉ là để trang trí à? Thiên thiên sông pha chiến đấu đằng trước. Anh xinh đẹp như hoa ở phía sau. Xinh đẹp như hoa nhé. Bùi Diệp sầm mặt việc hợp tác giữa tập đoàn Bùi Thị chúng tôi với bên chợ đen. Vừa nhắc đến điều này, người Tăng Nguyệt Nguyệt liền run lên. Anh Bùi quyền thế oai phong là người đàn ông đen nhất trong mắt tôi. Tôi ngưỡng mộ anh như... Bùi Diệp đen mặt, ngăn cô nói tiếp. Đủ rồi, tôi biết cô ngưỡng mộ tôi đến nhường nào rồi. Cô lẻ lưỡi một cái, sau đó lại ngồi về chỗ của mình, giả vờ làm bé ngoan. Phó Thiên Thiên hỏi Bùi Diệp. Anh có gì không vừa lòng à? Anh không vừa lòng rất nhiều thứ. Anh cười giả lả, nói với giọng tự diễu. Anh có gì mà không vừa lòng chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Câu này rõ ràng là đầy bất mãn. Lòng dạ đàn ông quả là khó dò. Tăng Nguyệt Nguyệt giả vờ làm bé ngoan được một lúc cuối cùng vẫn không chịu được mà lưu díu hỏi phó thiên 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 tớ vẫn không hiểu lão già thân vu kia cất tinh trùng trong kho vũ khí của quân đội để làm gì cậu nghĩ năm nay ông ta bao nhiêu tuổi a à, khoảng hơn bốn mươi ngô danh lạnh lùng xen vào nguyên nguyệt à mắt cô kém quá lão già thân vu kia đã ngoài sáu mươi mà cô lại cho rằng ông ta mới hơn bốn mươi cô bị cận thị à có cần đi đo kính không cô tức tối chừng mắt nhìn anh ta anh ta giả không nhìn thấy và quay đầu đi chỗ khác dù sao chỉ cần nói cho sướng miệng là được phó thiên thiên mỉm cười khi nghe cuộc đối thoại của hai người ngô danh nói cũng có phần đúng thân vu quả thật đã ngoài sáu mươi ở thời đại này những người hơn sáu mươi tuổi đã có con cháu đầy đàn đương nhiên là sẽ không cô đơn hả ông ta không có con á à? thật không đấy thật ông ta đã đông lạnh tinh trùng của mình cất trong kho lạnh của tổ chức bọn họ để một ngày nào đó trong tương lai ông ta có thể có đứa con của mình đáng tiếc là ông ta vẫn luôn bận bịu với công việc của tổ chức đến bây giờ muốn có người nối dõi nhưng tuổi tác của ông ta đã không thích hợp để sinh con nữa chỉ có thể thụ tinh nhân tạo. Tăng Nguyệt Nguyệt Mẹ kiếp, lão già này biến thái à? Cho dù ông ta muốn có một đứa con, thì người phụ nữ có thể mang thai cho ông ta cũng phải dưới 50 tuổi, đúng không? Một lão già ngoài 60 như ông ta, mà còn muốn phụ nữ 3-40 tuổi sinh con cho ông ta sao? Phó Thiên Thiên hở hững nói Ông ta có bốn cô nhân tình, Cô nào cũng mới chỉ hơn 20 Khốn kiếp Ông ta đang hủy hoại bọn họ Chẳng lẽ ông ta không sợ Bị chết trên giường à Trên đời này Có một kiểu hợp tác Gọi là đôi bên tình nguyện Những cô gái tuổi đôi mươi đó Bằng lòng ở bên ông ta Là vì thèm muốn của cải của ông ta mà thôi Và lại bọn họ Đều là người chưa lập gia đình Cũng không bị trói buộc bởi đạo đức Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cô với vẻ khó tin, ánh mắt có sự đau xót vô cùng. Thiên Thiên, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là Thiên Thiên chính trực trong lòng tớ nữa, cậu mau trả Thiên Thiên chính trực cho tớ đi. Sau khi đôi bên đến với nhau theo nhu cầu, liệu có hối hận hay không thì đó là chuyện của bọn họ. Tôi không phải thánh, không thể giúp được tất cả mọi người, tôi chỉ giúp người đáng giúp. Tăng Nguyệt Nguyệt thở dài rồi nói. Tớ hiểu những gì cậu nói. Chỉ trách, trên đời này có quá nhiều cô gái không yêu bản thân mình. Nhưng... Cô nhìn sang Bùi Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Có những người đàn ông thích lừa gạt phụ nữ bằng lời ngon tiếng ngọt. Thậm chí không từ thủ đoạn đều ở bên phụ nữ. Còn dùng những cách khiến người khác phẫn nộ Chẳng hạn như kiểu lấy giấy đăng ký kết hôn trước, tiền trảm hậu tấu. Bùi Diệp vốn đang dựa vào lưng ghế chợp mắt, nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói anh liếc nhìn cô, sau đó nheo mắt lại. Cô cũng trừng mắt nhìn lại anh không hề khách sáo. Bùi Diệp khịt mũi nói Con người ấy mà, nếu không có tình cảm thì dù có giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng thể bên nhau. Hai người luôn ở bên nhau chứng tỏ họ có tình cảm với nhau cô tăng nghĩ thế nào nhưng làm trước rồi mới nói là không đúng là cố ý bắt nạt người lành anh cười nhạt ha ha cô tăng nói vậy là đang ghen tị sao cô ghen tị người khác đã kết hôn còn cô và trịnh tiên không thể tiền trảm hậu tấu để đi đăng ký kết hôn với anh ta hả câu này của anh đã đâm trúng nỗi đau của cô Đúng vậy, cô quả thật đang buồn cho việc kết hôn của mình và Trịnh Tiên. Bây giờ tình cảm của hai người họ rất sâu đậm, nhưng họ vẫn không dám công khai chuyện này. Nếu họ đi đăng ký kết hôn thì phải mang theo hộ khẩu. Đáng tiếc là sổ hộ khẩu đều ở chỗ ba mẹ, không thể đi đăng ký kết hôn như Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên được. Anh... Cô tức đến nỗi xỉ khói. Hai người có giấy đăng ký kết hôn thì giỏi rồi, Bùi Diệp nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, cầm một quyển tạp chí lên. Lúc này máy bay đã lên cao, không bị tròng trành lắc lư nên ngồi đọc sách rất thoải mái. Bùi Diệp cúi đầu đáp. Phải nói là rất giỏi chứ. Có giỏi thì hai người cũng đi đăng ký kết hôn đi. Tăng Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, không buồn để ý đến anh. Cô quyết định sau khi về vân thành nhất định phải tìm cách đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn với trịnh tiên về phần sổ hộ khẩu của hai người họ chỉ cần tìm là sẽ biết nó ở đâu trước kia cô là thần trộm muốn trộm sổ hộ khẩu là việc dễ như chở bàn tay nghĩ vậy cô cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn bùi diệp dường như đoán được cô đang nghĩ gì nếu cô muốn ăn trộm sổ hộ khẩu của hai người thì tôi khuyên cô hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ý anh là sao? Theo tôi biết, hộ khẩu của nhà cô được khóa trong ngăn kéo bàn làm việc trong thư phòng của ba cô. Khóa ngăn kéo được chế tạo đặc biệt, cô sẽ không thể mở được, trừ khi bổ cái bàn làm việc đó ra. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Nếu cô bổ chiếc bàn đọc sách đó ra, ba cô chắc chắn sẽ hành hạ cô cực kỳ thê thảm. Ngay sau đó, Bùi Diệp lại nói tiếp. Về phần bên chợ đen, ba của Trịnh Tiên chính là ông chủ bạch. Sổ hộ khẩu của nhà ông ta lại rất dễ tìm. Nó nằm trong két sắt của ông ta. Tuy nhiên két sắt đó có chức năng tự hủy. Nếu cô không nhập đúng mật mã, cả cô và cái két đều tiêu đời. Bùi Diệp vừa dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt mặt mày ủ rũ như quả cà héo tâm trạng của cô xa sút hoàn toàn. Trên máy bay, cô ngồi thu lưu một góc, không để ý đến ai. Ngay cả ngô xanh cố tình chọc cô, cô cũng không buồn đáp lại anh ta. Khi máy bay sắp bay vào địa phận của nước Z, Tăng Nguyệt Nguyệt chợt nghĩ đến một chuyện. Cô đứng dậy, ghé vào sau ghế của Phó Thiên Thiên và nhìn Bùi Diệp bằng đôi mắt sáng rực, như thể vừa phát hiện ra châu lục mới. Anh Bùi, anh Bùi, thấy tăng nguyệt nguyệt ghé sát vào mình với khoảng cách gần bùi diệp nhíu mày rụt người lại cô định làm gì đấy nhìn tôi như vậy làm gì tôi nói cho cô biết ngoài thiên thiên ra tôi sẽ không thích cô gái nào khác hơn nữa thiên thiên đang ở đây cô quyến rũ tôi trước mặt vợ tôi chẳng lẽ không sợ cô ấy ghen đấm cho cô một phát chết luôn sao tăng nguyệt nguyệt thản nhiên nói không đâu, thiên thiên sẽ không làm như vậy đâu, nhỉ? Nhưng vừa nói xong, cô liền loáng thoáng cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc từ phó thiên thiên phả tới. Tăng Nguyệt Nguyệt vội giải thích. Thiên thiên, cậu yên tâm, tình cảm giữa tớ và trịnh tiên có thể nói là cực kỳ bền chặt. Tớ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên người đàn ông khác. Càng không có khả năng thích anh Bùi Bùi Diệp. Vậy cô nhìn tôi bằng vẻ mặt buồn nôn đó làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt cười nịnh. Tổng giám đốc Bùi à, nói thế nào tôi cũng là chị em tốt của Thiên Thiên, lại còn là đồng đội của cô ấy. Với tình cảm giữa hai chúng tôi, chắc hẳn tôi có việc gì cần nhờ anh giúp, anh cũng sẽ đồng ý chứ. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Bùi Diệp tỏ vẻ khó chơi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cô thật sự muốn hát một gáo nước lạnh vào mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn nén ý nghĩ này xuống. Chuyện là anh Bùi à? Khi đó anh... Tăng Nguyệt Nguyệt cố gắng kìm nén sự bất mãn đối với Bùi Diệp, tiếp tục nhìn anh với vẻ lấy lòng. Anh có thể bí mật kết hôn với Thiên Thiên, chắc hẳn cũng có cách lấy được giấy hôn thú của tôi và Trịnh Tiên. Không được. Không đợi cô nói xong, anh đã thẳng thừng từ chối. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức xù lông, đứng dậy. Sao lại không được? Trước đây anh có thể đi nhận giấy đăng ký kết hôn với Thiên Thiên, mà không mang theo hộ khẩu và thẻ căn cước của cô ấy. Sao đến tôi và Trịnh Tiên, anh lại không làm được? ai nói tôi không có thẻ căn cước vào hộ khẩu của thiên thiên lúc đó tôi có mang theo nhé tăng Nguyệt nguyệt liền đực mặt ra ngay cả phó thiên thiên cũng cực kỳ kinh ngạc lúc đó chắc hẳn anh không có thẻ căn cước của em thì phải còn sổ hộ khẩu nữa sao anh lại có được sổ hộ khẩu anh bùi diệp cười tủm tỉm đáp đương nhiên là anh có thể lấy được hơn nữa còn là ba vợ tự tay đưa cho anh phó thiên thiên im lặng phó minh thanh tự tay đưa giấy tờ tùy thân của cô cho anh chuyện đó làm sao có thể nói đến đây cô sực nhớ đến một chuyện một năm trước khi cô dùng mưu lật đổ mẹ kế của mình phó minh thanh đã bảo vệ bà ta không để bà ta bị phán án tử hình chuyện đó là nhờ bùi diệp Ông ta đã đưa cho anh một số tài liệu mà đến giờ cô vẫn chưa biết đó rút cuộc là tài liệu gì. Hóa ra đó là hộ khẩu và thẻ căn cước của cô. Sau khi cô nhập vào cơ thể của Phó Thiên Thiên thì thẻ căn cước đã biến mất và không tìm thấy. Cho nên cô đã xin cấp lại thẻ căn cước. Mặc dù đã được cấp lại thẻ căn cước mới nhưng thẻ căn cước cũ vẫn có thể dùng được. Tuy mẹ kế của cô không bị phản án tử, nhưng sau này vẫn sống không bằng chết. Cô biết đó chắc chắn là do Bùi Diệp làm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh lại làm nhiều chuyện sau lưng cô như vậy. Cô có linh cảm, nếu cô không ở bên anh, không biết anh sẽ còn làm chuyện gì nữa. Có điều, bất kể bao lâu đi nữa, cô vẫn sẽ ở bên anh. Đây có lẽ là duyên phận chăng? Lần đầu tiên gặp anh, duyên phận của họ đã được sắp đặt sẵn. Nếu không, tại sao cô lại gặp anh đầu tiên chứ không phải là ai khác ngay sau khi cô nhập vào cơ thể này? Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, Phó Thiên Thiên hơi cong khóe môi. Phát hiện ra điều này, Bùi Diệp dịu dàng nhìn cô. Thiên Thiên, em đang nghĩ gì mà vui thế? Anh luôn là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của cô. Cô nhẹ giọng trả lời không có gì. Nếu biết suy nghĩ của cô, sợ rằng anh sẽ đắc ý đến vảnh đuôi. Cô không nói, anh cũng không hỏi. Ừ, điểm này anh rất ngoan. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn sang nói với Tăng Nguyệt Nguyệt. Đồ tôi bảo cậu lấy, cậu đã lấy được chưa? Tăng Nguyệt Nguyệt tự tin đáp. Đương nhiên là lấy được rồi, Đêm qua chúng ta vờn ông ta một trận lớn như vậy, ông ta khó mà giữ được vẹn toàn. Tớ nhân lúc ông ta không chú ý, đã lấy trộm rồi đây. Dứt lời, cô đưa con chip cho Phó Thiên Thiên. Tớ đã xác nhận con chip này, nó chính là con chip của tên gián điệp kia. Không ngờ, hắn lại đánh cắp nhiều cơ mật quốc gia của chúng ta như thế. Đáng tiếc là hắn đã chết nên bây giờ không có chứng cứ kết tội hắn. Nếu không, đã có thể kết tội nước ép với quốc tế rồi. Nhìn con chip trong tay, ánh mắt Phó Thiên Thiên lóe lên. Chỉ cần tài liệu cơ mật của chúng ta không bị lộ ra ngoài, việc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Khi máy bay của bọn họ sắp bay vào không phận của nước Z, thì đột nhiên rung lắc dữ dội. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng không vững, liền nằm lấy thành ghế. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao máy bay lại rung lắc mạnh như thế này? Giọng nói của phi công vang lên trong loa trên máy bay. Máy bay xảy ra sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp, xin mọi người ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn, sẵn sàng hạ cánh. Bây giờ máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh. Tất cả mọi người bên trong máy bay đều im lặng. Mẹ kiếp, hạ cánh khẩn cấp đây rốt cuộc là chuyện gì nếu máy bay hỏng hóc ở đâu không phải nên phát hiện ra trước khi bay sao tuy nhiên mọi người không có thời gian để nghĩ nhiều sau khi phi công dứt lời máy bay bắt đầu hạ cánh khẩn cấp mọi người không còn tâm trạng đùa giỡn mà thắt dây an toàn buộc hết áo phao và rùa dưới gầm ghế vào người trong số những người có mặt trên máy bay ngoại trừ bùi diệp tiêu nhiệm và mạnh khai những người còn lại đều là quân nhân đã được học kiến thức cơ bản. Thời mấy người phó thiên thiên mặc áo phao và dù, ba người kia cũng lục tục mặc theo. Máy bay bắt đầu sóc này dữ dội vì gặp tầng mây khứ lưu và hạ cánh rất nhanh. Với kỹ thuật của phi công, hơn 10 phút sau, máy bay của họ đã đáp xuống một con sông. Nước sông không sâu, nhưng thân máy bay gần như đã chìm toàn bộ xuống nước. Vì thế khi xuống máy bay, mọi người đều bị ướt quần áo. May mà trên máy bay có quần áo để họ thay. Sau khi lên bờ, họ tìm một chỗ khuất để thay sang quần áo sạch. Đương nhiên là bốn người đàn ông để Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt thay đổi trước. Còn họ ở ngoài canh trường, chờ hai cô thay đổi xong mới thay. Vốn dĩ họ định để hai người ở lại với hai cô để canh trường bên ngoài nhưng khi nghĩ đến kỹ năng đáng sợ của phó thiên thiên cả bốn đã cùng nhau đi thay quần áo họ không lo cho sự an toàn của tăng nguyệt nguyệt và phó thiên thiên mà lo cho người nào đó động tới hai cô khi hai cô đứng bên ngoài chờ tăng nguyệt nguyệt nhìn chòng chọc vào ngực phó thiên thiên với vẻ ai oán phó thiên thiên nghi hoặc nhìn xuống trước ngực gì vậy cậu ăn cái gì mà nơi đó to vậy Phó Thiên Thiên bình tĩnh đáp lại hai từ. Bẩm sinh. Tăng Nguyệt Nguyệt, bẩm sinh. Sao cô không có điều kiện bẩm sinh tốt như thế? Thật là bất công. Sao vậy? Phó Thiên Thiên không hiểu sao cô ấy lại hậm hực. Cơ thể cô đúng là bẩm sinh mà. Tăng Nguyệt Nguyệt sờ ngực mình rồi quay người đi. Bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu. Phó thiên thiên thản nhiên vạch trần. Nếu cậu chê của cậu nhỏ, có thể đi bơm silicon. Tăng Nguyệt Nguyệt quay người lại, giận dữ nhìn phó thiên thiên, ưỡn ngược ra. Gì chứ? Bơm silicon sao? Bà đây dù thế nào cũng là cỡ B nhé. Tớ mà cần phải đi bơm silicon à? Phó thiên thiên là cỡ D mới không bình thường. Phó thiên thiên im lặng. Lúc Bùi Diệp, Ngô Xanh, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đi ra, họ thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi xổm bên góc tường, bĩu môi và cầm que gỗ vẽ vòng tròn. Vừa nhìn đã biết là đang tức giận. Mắt Ngô danh sáng lên, chạy tới cười tít mắt hỏi. Cô sao vậy Nguyệt Nguyệt? Mau, nói với tôi, tại sao cô không vui? Nói đi để tôi ăn mừng với. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Ha ha, nói để anh ăn mừng à được thôi vặn đầu anh xuống cho tôi làm bóng để đá thế nào ngô danh rụt cổ chẳng phải tôi đang quan tâm cô sao quan tâm cây rắm ấy tôi thấy anh chỉ muốn xem trò hề của tôi không có cửa đâu ngô danh sở mũi bỏ đi sau khi thay đổi xong tiêu nhiệm lên máy bay để tìm viên phi công vừa làm nhiệm vụ kiểm tra máy bay một lúc sau, anh ta quay trở lại. Thế nào? Máy bay bị hỏng cái gì? Phó Thiên Thiên hỏi. Tiêu nhiệm. Phi công nói chỉ là vấn đề nhỏ do máy bay gặp tầng khí lưu đẻ nén. Cho anh ta khoảng 2 tiếng là anh ta sẽ sửa xong. Bùi Diệp gật đầu. Hai tiếng cũng ngắn thôi. Vậy chúng ta sẽ chờ hai tiếng. Tôi khỏi cần gọi máy bay khác đến đây tiêu nhiệm sờ lên cái bụng đang kêu rột rột của mình. Hai tiếng không lâu, nhưng bây giờ đã là giờ cơm trưa. Hay chúng ta tìm một quán ăn gần đây ăn gì đó đi. Bùi Diệp nhìn sang Phó Thiên Thiên, cô gật đầu. Được, lúc ở trên máy bay, em nhìn thấy cách nơi này khoảng 10 phút đi bộ, có một thị trấn, ở đó có quán ăn. Nếu có quán ăn thì còn chờ gì nữa, Chúng ta mau chóng tới đó đi. Tiêu nhiệm thúc giục. Các thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi trước đó đi thay quần áo cũng đã trở về. Bùi Diệp cho phép họ tự phân công và thay phiên nhau đi ăn. Cuối cùng, họ để lại một số người canh gác trên máy bay. Số khác thì đi theo mấy người Bùi Diệp đến thị trấn gần đó. May mà máy bay của bọn họ hạ cánh ở biên giới nước rét nên không quá rắc rối như khi dừng chân ở nước ngoài. Khoảng 5 phút sau, họ đã đi tới thị trấn bà phó thiên thiên chỉ. Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến người dân trong thị trấn đều cảnh giác, sau đó nấp sang một bên, cùng bạn mình chỉ trỏ vào họ. Họ mơ hồ nhận thấy sự thù địch trong mắt những người dân đó. Những người này dường như là rất bất mãn với sự xuất hiện của họ. Ngô danh đi về phía mấy người đang bàn tán về họ cho hỏi ai ngờ anh ta vừa lên tiếng thì bọn họ đột nhiên lộ vẻ mặt sợ hãi sau đó tản đi không ai đáp lại anh ta khóe miệng ngô danh giật giật tay vẫn cứng đờ trên không trung không hiểu chuyện gì đang xảy ra tăng nguyệt nguyệt đứng cách đó không xa vẫn luôn giàu dĩ thấy anh ta lúng túng thì cười nhạo một cách không hề khách sáo ha ha ngô danh anh làm tôi buồn cười chết đi được. Quả nhiên là anh xấu, cho nên bọn họ mới sợ. Ha ha. Anh ta lập tức xị mặt. Ngô danh không muốn thừa nhận rằng đối phương bị mình hù dọa. Nhưng đúng là những người kia đã giật mình khi nhìn thấy anh ta. Ngay cả bản thân anh ta cũng nghi ngờ mình đắc tội gì với họ mới khiến họ sợ mình như vậy. Tuy anh ta là người kém sắc nhất trong nhóm, nhưng cũng không đến mức khiến người khác sợ thì phải. Anh ta không cam lòng mà đi về phía một người khác. Chào anh, tôi muốn hỏi. Vẫn như trong dữ liệu, nhóm người kia cũng phớt lở anh ta và lập tức tan tác như chim muông. Anh ta cảm thấy như có một con quạ đang bay trên đỉnh đầu mình. Tăng Nguyệt Nguyệt đã um bụng cười chảy nước mắt. Cô vừa lau nước mắt vừa chế giễu Ngô Danh. Ôi dào, nói anh xấu, anh còn không tin, cứ nhất định phải đi dọa người. Bây giờ anh đã tin là mình xấu ma chê quỷ hờn chưa?" Anh ta giận dữ quay trở lại, trừng mắt với cô. "Ha ha. Cô nói tôi xấu ma chê quỷ hờn, vậy có giỏi thì cô đi hỏi thăm đi. Để tôi xem cô có đẹp đến mức khiến bọn họ nói chuyện với cô không?" Tăng Nguyệt Nguyệt rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình. Thế là ướn thẳng lưng, cười tít mắt đi ra ngoài. Sau đó khi cô nhìn thấy hai chàng trai đang trâu đầu ghé tai bên ven đường, cô cười tươi như hoa đi tới, trông vô cùng dịu dàng vô hại, đưa tay chào họ. Hai, chúng tôi... Những tưởng rằng sau khi cô lên tiếng họ sẽ đáp lại. Dù không đáp lại thì cũng không khiến cô quá lung túng thế nhưng một giây sau chuyện khiến người ta lác mát đã xảy ra hai chàng trai kia hét lên như gặp phải ma rồi quay người bỏ chạy vẻ mặt còn khoa trương hơn hai người mà ngô danh đã gặp trước đó tăng nguyệt nguyệt trợn tròn mắt trước cảnh này chuyện gì vậy sau lưng cô vang lên một chàng cười ha ha cô còn nói tôi ha ha bây giờ cô bị vả mặt rồi đấy nhìn cô dọa người ta bỏ chạy kìa. Ôi mẹ ơi, bụng của tôi, sắp cười vỡ bụng rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt có phần kích động, quay đầu hung dữ chừng mắt nhìn ngô xanh. Thấy anh ta vẫn còn cười, cô nhặt hòn đá lên ném. Là tay bắn tỉa, ngô danh đã sớm luyện được kỹ năng chạy trốn. Mặc kệ cô ném bao nhiêu hòn đá, anh ta cũng có thể né tránh một cách chuẩn xác. Thấy không ném trúng anh ta, cô tức giận đuổi theo và mắng ngô danh chết tiệt ngô danh thối tha anh đứng lại đó cho tôi cô bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại sao vừa rồi là cô cười tôi trước bây giờ tôi lấy gậy ông đập lưng ông thôi tôi chẳng làm gì sai cả đồ tiểu nhân nhà anh tôi cho anh cười này cho anh cười này trong khi hai người họ rượt đuổi nhau Sắc mặt của bốn người kia lại có phần nghiêm nghị. Nơi này, hình như đang có chuyện gì đó. Tiêu nhiệm nói. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh liền khượng lại. Chuyện gì cơ? Hai người nghi hoặc hỏi. Anh ta lắc đầu. Ơ, ờ, bây giờ anh hỏi tôi thì làm sao tôi biết? Tôi chỉ cảm nhận được là bầu không khí của thị trấn này có phần không ổn. Vẻ mặt của Bùi Diệp và Mạnh Khai vẫn thở ơ, lạnh lùng. Như thể chuyện trước mắt không liên quan gì đến họ. Cả hai người, một người nhìn chăm chăm tiêu nhiệm, một người nhìn chăm chăm Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên đanh mặt nói. Chẳng phải sau khi vào thị trấn, chúng ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây sao? Thị trấn này không lớn lắm, đường xá rất sạch sẽ, có thể thấy rõ là có rất nhiều cửa hàng trên đường, nhưng đều đã đóng cửa. Khi đến gần cuối phố, họ cũng tìm thấy một quán ăn còn mở cửa. Tiêu nhiệm Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt chạy về phía cửa quán ăn với tốc độ nhanh nhất. Ngô Danh lướt nhìn vào trong, chắc chắn rằng quán mở cửa mới vẫy tay với mấy người phó thiên thiên. Đội trưởng, quán ăn này có người, chúng ta vào ăn thôi. Chủ quán thấy có khách lại còn là khách lạ thì hơi do so dự. Lúc định lên tiếng đuổi khách, ba người bùi diệp, phó thiên thiên và mạnh khai đã đi tới cửa quán. Thành viên của đội vệ sĩ cũng đi theo cách đó không xa. Ba người bước vào quán đầu tiên trông có vẻ hiền lành. Nhưng ba người đi sau thì một người trông cao quý, một người trông mạnh mẽ. Lại thêm đằng sau còn có hơn 10 người giống như vệ sĩ đi theo nên ông ta không dám hò hé gì mời các vị vào ông chủ mời họ trong quán rất sạch sẽ nhưng bàn ghế hơi đơn sơ hơn nữa còn là kiểu bàn bốn người phó thiên thiên và bùi diệp ngồi một bàn bốn người kia yên lặng ngồi một bàn khác còn những vệ sĩ thì xếp những chiếc bàn xung quanh lại với nhau và ngồi xuống tuy chủ quán chỉ thoáng tỏ vẻ không chào đón họ nhưng phó thiên thiên vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt đó nhận ra cô và bùi diệp là người đứng đầu trong nhóm chủ quán liền đi thẳng đến bàn của hai người và đưa ra một tờ thực đơn đơn giản không biết cô cậu muốn dùng món gì phó thiên thiên không nhìn thực đơn mà hỏi thẳng ông chủ ở đây đang xảy ra chuyện gì sao cô có cảm giác là chủ quán nhìn cô với vẻ đầy đề phòng khi cô hỏi câu này dù sao thì giọng nói của cô cũng khá to và còn mang theo giọng điệu ra lệnh người bình thường nghe sẽ không cảm thấy gì nhưng người vốn có lòng cảnh giác cao như ông ta bị hỏi như thế đương nhiên là cảm nhận được sự hung hăng và vinh váo của cô không có gì ông ta nhìn trái nhìn phải rồi đáp bừa một câu phó thiên thiên càng cau mày chặt hơn chứng tỏ là nơi này quả thật đã có chuyện gì đó xảy ra Cô còn muốn hỏi tiếp, nhưng bùi diệp, bèn nắm chặt lấy tay cô. Ý bảo cô đừng nói nữa. Sau đó anh mỉm cười, ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ hòa nhã. Ông chủ, vợ tôi là người thẳng tính, giọng nói hơi lớn, nhưng cô ấy không có ác ý. Chuyện là sau khi đi vào thị trấn của các ông, chúng tôi cảm thấy bầu không khí hơi lạ. Hình như dân ở đây rất dễ chừng với chúng tôi. Ông có thể yên tâm, Chúng tôi tuyệt đối không phải là người xấu. Và lại, nếu ông nói ra việc khó khăn mà ông đang gặp phải, biết đâu chúng tôi có thể giúp được các ông." Chủ quán lập tức nhìn Bùi Diệp với ánh mắt khinh bỉ. "Giúp chúng tôi? Anh định giúp chúng tôi thế nào? Chỉ dựa vào mấy người các anh?" Anh còn định giải thích thì Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhảy ra, đưa giấy chứng nhận ra trước mặt ông. Ông ta ngạc nhiên. Đội đột kích Hắc ưng. Các người là người của đội đột kích Hắc ưng. Cô gật đầu. Đúng vậy. Ông ta lập tức hử mũi. Được rồi, các người không cần phải nói nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo phòng bếp nấu tạm vài món. Nhưng trước đó, các người phải thanh toán trước. Các người có tổng cộng 20 người Tôi cũng không lấy nhiều tiền ăn của các người. Trả tôi 500 đồng là được. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nhận ra chủ quán đang nghi ngờ thân phận của họ. Hơn nữa, còn lầm tưởng họ cố ý dùng thân phận của đội đột kích hắc ưng để ăn chùa của ông ta. Ông nghĩ bọn tôi là lừa đảo. Tăng Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn ông ta. Ông ta lại cau mày. Các người đưa tiền trước đi. Ông đang cố ý vu không chúng tôi, đội đột kích hắc ưng chúng tôi làm sao lại là kẻ giả mạo được hả chủ quán nghiêm túc nói đừng tưởng rằng chỗ chúng tôi ở xa thủ đô thì không biết gì chúng tôi biết rõ là đằng khác đấy gần đây đội đột kích hắc ưng không có nhiệm vụ ở chỗ chúng tôi hiện giờ đội phó của đội đột kích hắc ưng đã dẫn theo các thành viên của đội đến phiến thành ở nước s vào mấy ngày trước càng không có khả năng có mặt ở đây mọi người đều kinh ngạc không ngờ người dân ở đây lại biết rõ về đội đột kích hắc ưng đến vậy khóe miệng tăng nguyệt nguyệt khẽ giật giật sao sao ông biết đội đột kích hắc ưng đến nước ép vào mấy ngày trước chuyện họ ra nước ngoài hành động là vấn đề cơ mật thế mà chủ quán này lại biết rất rõ ông ta nói bằng giọng vô cùng kiêu ngạo đương nhiên là mới nói được một nửa thì ông ta đột nhiên im bặt, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ cảnh giác. Tại sao tôi phải nói cho các người biết những chuyện này? Còn nữa, 500 đồng. Nếu muốn ăn cơm thì bây giờ bỏ tiền ra ngay, không thì đi đi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng, chưa nói hết câu đã đòi tiền. Cô cóc thèm ăn ở đây, để tránh chuốc bực vào người. Thế nhưng hiện giờ, cả con đường này chỉ có mỗi quán của ông ta mở cửa. Nếu rời đi, họ thật sự không biết đi đâu để tìm chỗ ăn. Cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt đưa cho chủ quán 500 đồng, sau đó tức giận ngồi xuống chỗ cũ. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đưa mắt nhìn nhau. Có thể nhận ra rằng ông ta chắc chắn đã biết khá nhiều chuyện nhưng lại rất đề phòng họ. Cho dù có hỏi nữa thì cũng không thể moi được gì từ miệng ông ta. Chủ quán đi xuống bếp, dặn dò nhân viên. Minh à, trong quán có khoảng 20 khách. Tiền ăn đã lấy rồi. Cậu nấu bừa vài món, đuổi họ đi là được. Câu nói của chủ quán khiến lửa giận của Tăng Nguyệt Nguyệt lại bốc lên. Suýt nữa đã cãi nhau với ông ta. Nghe xem, ông ta nói gì kìa. Nấu bừa vài món, đuổi họ đi là được. Ở nơi khỉ ho cỏ gái này, mà ông ta thu của họ 500 đồng tiền ăn đã là giá cắt cổ. Vậy mà chỉ nấu bừa chút đồ ăn để đuổi họ đi. Thật sự là không coi họ là con người. Tiêu nhiệm cũng không nhịn được nữa, gần như đứng lên cùng lúc với Tăng Nguyệt Nguyệt. Ngô danh bình thường, dễ nổi nóng, nhưng lúc này lại rất bình tĩnh. Có điều, tuy họ tức giận, nhưng khi Phó Thiên Thiên lạnh lùng hắng giọng một tiếng Hai người họ lập tức ngồi xuống, không dám đứng lên nữa. Cô mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Cơn giận mà Tăng Nguyệt Nguyệt đè nén lập tức lên tới đỉnh điểm khi chủ quán bưng cho mỗi bàn họ hai món ăn. Ông ta đặt hai đĩa thức ăn trước mặt cô rồi nói Đủ đồ ăn rồi nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt liền nổi cáu, túm lấy cổ tay ông ta. Ông nói cái gì? Đủ đồ ăn rồi. Ý ông là thế nào? Bưng ra hai đĩa đồ ăn như cho lợn ăn thế này, rồi nói là đủ đồ ăn. Vừa rồi tôi đã đưa cho ông 500 đồng. Tất cả những món này của ông cầm lại, e rằng còn chưa tới 100 đồng thì phải. Chủ quán trịnh trọng giải thích. Tôi ghi giá công khai. Chỗ chúng tôi mặc dù là biên giới, nhưng giá hàng hóa ở đây rất đắt. 500 đồng tôi lấy của các người đã rất rẻ rồi đúng lúc này Bùi Diệp đứng dậy nhét một sấp tiền mặt vào tay ông ta ông chủ tôi muốn thức ăn ngon trong quán của ông ngoài ra hãy chuẩn bị thêm mấy phần nữa chúng tôi muốn mang đi trên máy bay vẫn còn có người thấy Bùi Diệp nhét vào tay mình một sấp tiền dày cộm hai mắt ông ta lập tức sáng lên được được các người có tiền thì nói sớm đi chờ nhé tôi đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn cho các người. Bảo đảm các người sẽ ăn no. Những người khác im lặng. Quả nhiên, có tiền là có thể xui khiến ma quỷ. Sắp tiền mà bùi diệp nhất cho ông ta, nói thế nào cũng phải hơn 10.000. Chẳng trách ông ta vui như vậy. Có điều, tốn hơn 10.000 cho một bữa ăn ở nơi khỉ ho có gái này, đúng là giàu thật. Có tiền là phòng khoáng thế đấy. tuy những người khác nghĩ vậy nhưng bùi diệp nghĩ đơn giản hơn nhiều ăn cơm ấy mà đương nhiên cũng phải có tâm trạng mặc dù anh được nuông chiều từ bé nhưng rõ ràng những món ăn trước mặt này thật sự là ít đến quá đáng với anh mà nói nếu dùng tiền mà có thể ăn uống thoải mái và chỉ mất một khoản không đáng kể anh cũng chẳng để ý huống hồ một mình anh thì không sao bây giờ còn có phó thiên thiên. Khi thấy cô nhíu mày, nhìn đồ ăn, anh không thể chịu được. Chủ quán kia thấy tiền là sáng mắt, cũng chẳng thèm bận tâm đến việc vừa rồi mình đã làm bầu không khí trở nên lung túng nhường nào. Chỉ cười tít mắt, bảo mọi người ngồi xuống, còn bản thân trở vào phòng bếp. Minh, nấu hết những thức ăn ngon trong bếp của chúng ta cho các khách quý nhé. Ngoài ra gói lại một phần, tiện thể nấu thêm một nồi cơm số cơm trước đó sợ là không đủ ông ta nhanh chóng sẵn dò nhân viên vâng ông chủ người bên trong đáp lời nghe thấy thế trong lòng mọi người mới dễ chịu hơn đúng là sau khi được nhét tiền ông ta lập tức trở nên vui vẻ hòa nhã tiền đúng là thứ tốt thảo nào người ta nói tiền không phải vạn năng nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Đúng là nó có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như thỏa mãn cơn đói hiện giờ. Sau khi cầm đủ tiền, thái độ của chủ quán đối với nhóm người Bùi Diệp đã không còn sự đề phòng, mà đi thẳng đến bàn của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, tò mò hỏi. Các vị từ đâu đến đây và định đi đâu? Không hiểu sao Phó Thiên Thiên thấy vẻ mặt của ông ta cực kỳ, giống mấy tay chủ quán trọ hay giết người cướp của, đang hỏi han khách như trong phim truyền hình. Cô không nói gì, Bùi Diệp mỉm cười đáp. Ông chủ, chồng chúng tôi giống như đang làm công việc gì? Tôi chỉ là ông chủ nhỏ thôi, anh mới là ông chủ lớn. Ông ta cười nhìn anh. Anh làm công việc gì? Ông ta rất tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra anh là người giàu nhất trong nhóm và con rất hào phóng biết đâu trò chuyện nhiều hơn với anh sẽ có thể moi được nhiều tiền hơn thì sao anh hờ hững trả lời ờ tôi làm về điện tử truyền tin này nọ chủ quán tỏ vẻ như ngộ ra tôi hiểu rồi anh bán điện thoại phải không truyền tin điện tử đó chẳng phải là bán điện thoại di động hay sao bùi diệp ngẫm nghĩ một lát công ty anh làm về truyền tin đúng là cũng nghiên cứu phát minh điện thoại và sản xuất điện thoại ông nói vậy cũng đúng anh gật đầu ông ta cười tít mát nhìn anh tôi đã nói mà ông chủ này anh xem chúng ta cũng coi như quen biết anh buôn bán ở đâu vậy hay là thế này đi anh cho tôi địa chỉ sau này tôi sẽ đến cửa hàng anh tham quan. Bùi Diệp nhíu mày. Vân Thành. Ông ta tặc lưỡi. Gì cơ? Vân Thành? Xa như vậy sao? Ông ta lập tức than thở. Tôi còn tưởng là thành phố ở gần chỗ chúng tôi. Bùi Diệp liếc nhìn phó thiên thiên, sau đó tỉnh bơ nói. Xa à? Vừa rồi chẳng phải ông rất sành về đội đột kích hắc ưng ở Vân Thành sao? Sao bây giờ lại cảm thấy Vân Thành xa? Có thể biết được chuyện ở Vân Thành từ nơi xa xôi như này. Lẽ nào ông không thường đến Vân Thành? Ôi dào! Nghe Bùi Diệp do hỏi mình. Ông ta vô thức thốt lên. Những chuyện đó đương nhiên không phải là tôi thăm dò được. Mình thường đi Vân Thành. Cậu ta ông ta còn chưa nói hết câu trong bếp đột nhiên vang lên tiếng ho khan chủ quán vốn còn định nói tiếp nghe thấy tiếng ho khan kia ông ta lập tức trột dạ ngậm miệng lại a à, tôi đi xem trong phòng bếp có cần gì không các vị chờ chút nhé đồ ăn sẽ lên ngay dứt lời ông ta liền chuồn vào trong bếp bùi diệp và phó thiên thiên liếc nhìn nhau qua những gì ông ta nói vừa rồi, có vẻ như người biết được tin tức không phải ông ta mà là người đầu bếp trong phòng bếp. Sau khi chui vào trong bếp, chủ quán thấy người đàn ông vừa đứng xào rau, vừa nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt âm trầm thì càng chột dạ hơn. "Minh à, cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Cầm tiền trong tay ông, là quên ngay tôi nhắc nhở ông thế nào. "Tôi đã nói rồi, những chuyện đó ông không được nói với người ngoài ông ta cãi chảy cãi cối chính cậu cũng nghe thấy đấy vừa rồi tôi không nói gì mà cậu yên tâm mấy người kia không đoán được gì đâu tốt nhất là không nếu lại có lần sau tôi sẽ không làm ở đây nữa đâu đừng mà minh ông ta thấp giọng lấy lòng hắn thế này đi Hôm nay tôi nhận được 10.000 từ ông chủ kia, tôi chia cho cậu 1.000, thế nào? Với ông ta mà nói, lấy được 1.000 từ tay ông ta đã là quá nhiều. Ông ta tỏ ra cứ như thể sắp bị ăn thịt vậy. Nhưng mình không nhận tiền ông ta đưa cho. Thấy vậy, ông ta càng trột dạ, nén đau lòng, lạnh rút tiền trong ngực áo ra. 2.000, không thể đưa thêm được nữa đâu cậu cũng biết đấy gần đây quán chúng ta buôn bán ế ẩm nhà tôi sắp chết đói đến nơi rồi tiền này coi như tiền cứu mạng nên cậu nhận hai nghìn này đi được không đừng giận mà minh nhìn bản mặt tham lam của ông ta rồi lại nhìn số tiền ông ta đưa cuối cùng vẫn nhận hai nghìn không phải là con số nhỏ ở nơi này hơn nữa gần đây hắn cũng cần tiền Thấy Minh nhận tiền, cuối cùng chủ quán cũng nở nụ cười. Vậy cậu sẽ không nghỉ việc, đúng không Minh? Minh nhanh chóng bày đồ ăn đã nấu xong ra bàn. Cả chất lượng lẫn hình thức đều ngon hơn trước gấp nhiều lần. Chủ quán vừa bưng hai đĩa đồ ăn ra ngoài, vừa nói với hắn. Trước khi cậu nấu món kế tiếp, thì tiện tay bưng đồ ăn ra giúp tôi. Những vị khách kia đều đang rất vội. Minh cau mày, tuy khó chịu với ông chủ, nhưng lại nghĩ vừa cầm hai nghìn của ông ta, hắn vẫn bưng hai đĩa đồ ăn ra ngoài. Hết chương 740